Tối qua ngày 26 tháng 7, huyện Hoàng Hóa đã tổ chức lễ cầu siêu, lễ báo công, dâng hương và thắp nến tri ân tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Trong không khí thành kính trang nghiêm, lãnh đạo huyện Hoàng Hóa, ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện, các ban ngành đoàn thể, đoàn viên thanh niên và các đại biểu dự lễ đã kính cẩn dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, dành một phút mặc niệm và thắp nến tri ân tưởng nhớ công ơn của các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Báo công trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện Hoàng Hóa nguyện phát huy trí tuệ đoàn kết, vượt khó khăn, tiếp tục giữ gìn, kế thừa thành quả cách mạng của Đảng ta, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ của quê hương.